Xin chào tất cả các bạn. Như các bạn biết thì cây sa đen hiện nay là một trong những cái cây mà phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư tốt nhất hiện nay. Sau đó thì các bạn biết đấy, theo cái thành phần các cái chất kháng ung thư và kiềm hãm sự phát triển ung thư trong kia cây lá sa đen. Nó rất là tốt tốt hơn so với các cái loại khác như trà xanh và đấy, như là đấy. Thì hiện nay ở khu vực phía Bắc thì cây sả đen này nó trông khá phổ biến, và cây sả đen này thì nó có thể dùng làm nước uống thanh nhiệt hàng ngày thay cho các cái loại nước uống khác của mình. Đây, như hình ảnh các bạn thấy, đây là những cây sả đen mình đã trồng khoảng hơn 1 tháng, hiện tại thấy nó là tốt thế này đây. Đấy. Đấy. Đây là các cái lá cây sả đen thì nó có thêm lá, nó có các cái răng cưa thế này. Nên khi mà mua cây sả đen thì các bạn chú ý nhé, quan sát kỹ xem trên lá nó có thêm răng cưa thế này. Phơi khô sau đó ngâm đun trong nước sôi, hoặc các bạn uống nước giống như các loại trà thanh nhiệt khác. Đấy, mình ở đây, mình thì mình trồng rất nhiều đấy. Các bạn nếu mà có nhu cầu về mua cây sả đen này thì hoàn toàn có thể liên hệ với mình. Đấy. Đây nhé, các bạn thấy nhé, đây là những cây sả đen rất là đẹp. Đó.